Trong hơn 200 ca khúc phổ biến của Trịnh Công Sơn về tình yêu, quê hương, thân phận, ông thường nhắc đến phố với nhiều chiêm nghiệm và cảm xúc khác nhau như biển nhớ, tuổi đã buồn, rồi như đá ngây ngô, chiều một mình qua phố. Có một cái giai thoại rất là dễ thương, có nghĩa là lúc đó thì Dương gọi anh Sơn á, tại vì thì Dương thấy là anh Sơn tuổi cũng gần bằng tuổi ba mình, cho nên là thì Dương nói là chào chú Sơn, cái chú nói nè, mà nó cái giọng Huế rất nhẹ nhàng, rất dễ thương, tình cảm vô cùng, nói là trong nhạc sĩ, trong cái giới nghệ thuật của chúng ta thì mình không có tuổi, cho nên là ai cũng là anh với em thôi. Đối với Tuấn thì nhạc Trịnh Công Sơn rất là kỳ lạ, là khi mà hát nhạc Trịnh Công Sơn giống như yêu một cái cô gái bí ẩn. Mỗi ngày mà Tuấn hát nhạc Trịnh Công Sơn thêm nữa thì Tuấn lại phát hiện ra thêm những cái khía cạnh, những cái góc khuất, những cái tâm tư tình cảm lạ kỳ ở cái cô gái này. Và chính vì thế nên là cái cô gái này luôn luôn nó để lại cái sự hấp dẫn vô bờ bến, bất tận đối với Tuấn. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng nhận xét Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ có nhiều người hâm mộ nhất. Dường như ở đâu, Trịnh Công Sơn cũng có người yêu mến. Quả thực, những ca khúc nhạc Trịnh dễ khiến con người ta đồng cảm vì nó chạm tới tận cùng sâu thẳm nhất về tình yêu, quê hương và thân phận con người. Biết bao tên tuổi nổi tiếng đã và đang gắn liền với ca khúc nhạc Trịnh như Khánh Ly, Cẩm Vân, Hồng Nhung, Quang Dũng. Và càng đáng mừng hơn khi ngày càng nhiều người trẻ tìm đến âm nhạc của ông. Rất là bồi hồi và cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi được đứng trong một cái chương trình mà để kỷ niệm ngày sinh nhật cũng như là tưởng nhớ ngày ông mất. Một người nhạc sĩ tài hoa và được cả thế giới biết đến như vậy thì không thể nào mà giấu đi được cái sự hãnh diện khi mà mình được thể hiện những ca khúc của ông, đặc biệt là trong những cái chương trình mà được tôn vinh, ông được tôn vinh, chính âm nhạc của ông cũng được tôn vinh. Là một khán giả trẻ, mình rất là yêu thích cái dòng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mình đã có một cái nhóm bạn cũng rất là yêu thích về dòng nhạc này, tuy là có nhiều cái ca từ cũng như là cái ý nghĩ của những cái bài hát mà mình chưa có thể hiểu hết, nhưng mà mình cũng có sự đồng cảm, cũng cảm thấy rất là tự hào vì Việt Nam của mình đã có một nhạc sĩ tài năng như vậy. Nhân kỷ niệm ngày sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 28 tháng 2 năm 1939 và 13 năm sau ngày mất của ông 1 tháng 4 năm 2001, Trịnh và Phố sẽ cùng quý khán giả mọi miền tưởng nhớ ông để cùng nghe lại những giai điệu thật đẹp, những lời ca đầy triết lý, suy tư, từng chinh phục bao thế hệ người yêu nhạc.